Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay công ty mình xin giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm tiếp theo. Đó là lá côn Hyundai. Thì lá côn này là được lắp cho xe đầu kéo và xe ben của Hyundai Xen Trung Quốc. Đây. Đây quay cận cảnh chi tiết cho các bạn có thể nhìn thấy. Logo và mã của hãng này. Ốc 10 then. Bản được thiết kế là bản 430 nhé. Thì ngoài cái sản phẩm lá côn ra thì công ty chúng tôi cũng cung cấp thêm cái bản ép của chính hãng của Hyundai nhé. Và với dòng Hyundai Xen thì công ty chúng tôi cũng cung cấp các phụ tùng thân vỏ, phụ tùng gầm, các chi tiết của máy. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0962 820 686. Địa chỉ công ty mình ở Long Biên, Hà Nội. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn. Okay.